Vâng, xin Cười chào này còn đẹp các bạn. hơn cả người anh ạ. À, cười đẹp hơn người à? Bỏ nón vâng, ra. Đây em bỏ cái nón ra cho anh. Và đội vào lại đẹp hơn, cứ đội vào, đội vào, đội vào. Đội vào cho nó mát. Ừ, đội vào cho mát, đỡ phải vất vả người. Vâng. Đây một siêu phẩm sành quê. Cái này thì liên nguyên bản cái lết cổ kính này, toàn cái rễ buông răng làng. À, tôi phát hiện là cái chất liệu sành quê này lá rất đẹp. Có lẽ là cái nó là dòng xanh tích giang thì phải, cái lá đẹp lắm đấy quý vị ạ. Loáng thoáng nhìn các bạn tưởng là móng nhưng không phải. Nó là đây dòng xanh tích giang. Đâu ạ? Phải tích giang không anh? Đây là dòng xanh quê cổ lá đẹp. Xanh quê cổ lá đẹp à? Nhưng phải là chất liệu lá đẹp. Cái lá này, các bạn nhìn này. Cái lá nó ống mượt, nhìn đầu tiên nó như cái lá móng đấy, nhìn quê đó. Vâng. Lá rất đẹp rồi. Nó có một cái điều đặc biệt quý ở cái chỗ này là chú Vượng bây giờ. Vâng. À, trong một cái tác phẩm nghệ thuật như thế này này thì thực ra đây là do những cái sự luôn đầy đủ hội tụ những cái nhân duyên mà ngày xưa các bậc lão nghệ nhân đã đi trước đã gây dựng nên. Thì trong này thì nó gửi chứa vào đây đầy đủ những cái văn hóa của truyền thống quê hương. Đúng cái nét cây đa bên nước Sơn Đình nhỉ. Đúng rồi. Mà cái này về mà chế cái tiểu cảnh nữa thì đẹp. Có cái điều đặc biệt này chú chú Ma Sa Đình Vượng. Vâng. Đây là từ những viên xỉ toàn xỉ than đúng không? Từ những năm 80 trước. Vâng. Là đây là những xỉ nấu mật. Ừ. Nó chảy như sành như sứ nhỉ. Nó cũng không phải là của những năm 2000 và ngoài 2000 đâu. Vâng. Ngoài 2000 sau này thì sẽ có những cái nò gạch người ta đốt để biến thành viên. Nhưng đây là của nò mật. Thì nó gắn liền với rất là nhiều những cái văn hóa về cái ngành phát triển của Việt Nam, trong đó là cái ngành mía đường này. Ôi cái view góc này nó đẹp rồi. Đấy. Cái điểm nhấn ở cái cành này, cành hoành là nào nó đẹp. Vì nó đẹp cho nên là bonsai Đinh Vượng quay kỹ một tí, bởi vì có lẽ đây là một cái tác phẩm rất ấn tượng và sành quê thì đợt này đang hot. Thì có những cây sành cổ quý như thế này thì có lẽ phải quay kỹ kỹ cho quý vị xem một tí. Vâng, cháu nhìn rồi. Gặp cứ gặp em Hoa sẽ có ngon bổ rẻ. Cây vừa đẹp lại còn vừa giá rẻ nữa. Nào người đẹp báo giá luôn cái này xem nào. 450 triệu ạ. Bao nhiêu? 450 triệu. À 450 triệu. Vâng. Ừ. Quá đẹp. Trời ơi, đẹp như thế này. Anh Hải thấy rẻ không? Một cây quá đẹp luôn. Góc view này đẹp, phải nói đây mới là cái mặt tiền. Mà cái này các bạn ký thêm cái tiểu cảnh cây đa bên nước Sơn Đình vào nữa thì nó quá đẹp đấy quý vị ạ. Rất hợp với cái tiểu cảnh. Góc view này. Đấy, em đang lia cái góc này. Đang lia cái góc này là đẹp. Thần pháp. Đúng là cổ kỳ mỹ văn đúng. Nó hóa ghê nhỉ. Hội tụ đầy đủ. Cái này nó hóa quá ghê gớm. Đến tận ngọn nó vẫn hóa. Ngọn luôn này. Đấy anh em cứ bảo là quê đúng không? Ừ. Cái này hóa hơn. Không hiểu tại sao ông Vượng à. Ông Hải ơi, đi đâu đây? Ở đây chưa. Chắc là mình nằm muộn quá, không chịu được. Đấy, anh em vất vả lắm, làm đến 11, 12 giờ trưa chứ. Công việc. Có công có việc là phải làm đấy. Đây, 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 đây. Nào ra đây à. Ui trời ơi, đi sợ. Ui trời ơi, nó chạy lên tận ngọn nhỉ. Mặc này quả phúc vẫn vào trung tâm nhỉ. Ừ, đúng cái này đúng rồi, bây giờ hiếm có đấy. Đây cũng có lẽ là cây này lên cũng phải làm cho cái làng cây nó cũng phải điêu đứng. Cái này phải nhiều người phải sở thích yêu thích nó. Chất liệu lá thì quá đẹp. Tí bọn gia đình Vượng lại quay cái chất liệu lá cho các bạn xem. Xanh quê mà được chất liệu như thế này thì hết chê. Nói chung cái góc độ cây này góc nào cũng đẹp. Không ngờ anh Trần Hiệp cũng tinh mắt ghê thật. Anh nhìn là cái góc điểm nhấn cho cái cây này rất hóa. Có một số anh em thì đến đây thì cũng với cái tinh thần là rất là tâm huyết cũng chia sẻ với tôi và cái đó cũng là những cái lời vàng ý ngọc thôi.
nhưng mà tôi thì tôi chưa tiếp nhận, nhưng đầu tiên cũng xin cảm ơn là em biến những cái bệ này thành cái bệ đá. Thì tôi bảo là các cụ nói là nhân vô thập toàn, nó còn có vết. Tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật mà để lại với trần gian này, nó đòi hỏi đều phải từ xuất một cái thần từ một người nghệ sĩ hay một tác giả đó, là người ta sáng tạo ra cái tác phẩm đó, và người ta phải bảo tồn và phải có độ trì để thì nó lét cái cổ kính nó nguyên bản hơn. Thế nhưng bây giờ như này anh em lại bảo đi ký lại đá, tôi không đồng ý vấn đề, nhưng mà mình vẫn phải cảm ơn. Đấy là sống trong thế giới cảm ơn mà. Nhưng mà nếu mà có khi có cái ý tưởng họ làm đá có khi đẹp hơn thì cũng có thể, đúng không? Đẹp hơn nhưng mà nó lại là mới. Ừ, có thể là họ mua về để họ tạo tác. Quân ơi, Quân. Đây. Quý vị xem cái chất liệu lá đây, đẹp chưa? Chất liệu lá quá đẹp. Lá nó phẳng đẹp, lá dày. Lá lại còn dày nữa này. Cái này lá đẹp, già lên tận cục ngọn. Cái này đẹp, cái này đẹp quá. Xoay cái này mãi không chán thật, đẹp quá. Hợp vệ sinh quý là đứng mà nó cứ ngắm mê mẩn cây cây đẹp, ngắm mãi không chán, đẹp. Cái này báo giá rồi đúng không nhỉ? 450 triệu đúng không nhỉ? Đúng rồi, một cái giá 450 triệu. Đây tiếp tục lại là một cây xanh cổ này. Ôi, ngày xưa nó ôm quả như cái này là gọi bọc trứng ô cơ nhỉ, như một cái bọc trứng. Anh Trần Hiệp đứng sang bên cạnh, đứng sang bên cạnh. Mọi khi báo cao hôm nay em Hòa báo phải thấp xuống nhá, em cứ báo rẻ cho anh em chốt. Báo rẻ, cứ gặp em Hòa là rẻ. Cứ phải gặp em Hòa đấy, rồi em chuyên bán rẻ. Đấy, quay xa cho quý vị xem về cái tổng bóng nha. Bây giờ đến gần này. Đấy, nhìn cái bọc trứng nó ôm. Đàn mặt vọng. Cái này như thả nước rồi đúng không? À, nuôi thả nước. Cái thân cây, cái gốc cây này nó già quá. Rễ của nó khiếp thật đấy. Đàn chảy kín cái xung quanh. Quay cho quý vị xem một vòng. Đấy, bệ góc lao nó cũng thế, kín hết. Y như cái cây bọc trứng âu cơ của em Ngọc Thanh Ba Phú Thọ, nó ôm tròn kín như một cái bên trong. Quanh chậu luôn này. Đẹp quá. Cái này báo giá thế nhỉ? Giá của nó là 180 triệu ạ. 180 triệu. Đấy quý vị nhé, 180 triệu cho tác phẩm này. Rồi chúng ta lại sang tham quan một cái cây tiếp theo. Cây xanh Nam Điền. Cuộn xoắn như con rồng uốn rắn đây. Cái gốc cái tán của nó như một con rắn luôn anh ạ. Hồi là con rồng thì nó sang. Con rồng. Như con rắn thì nó hơi thường, nhưng con rồng thì nó sang hơn đúng không? Giá trị. Nó cuộn tròn ghê nhỉ. Cuộn tròn luôn. Khiếp. Cái này có nhiêu tiền làm không? Cây này 40 triệu ạ. 40 triệu ạ. 40 triệu cho tác phẩm này. Rồi chúng ta lại sang tiếp theo. Có một đôi lại giống hết nhau. Tôi nhìn thấy có một đôi giống rất giống nhau. Họ có ý tưởng tạo tác này. Nó cuộn tròn. Đấy, cái này cũng cuộn tròn như thế. Hai cây. Gốc của nó già lắm này. Cái này nó cũng cuộn tròn như con long cuộn nhỉ. Hay quá, họ đúng là ý tưởng họ tạo tác từ bé đấy, thành một đôi này, giống nhau, làm giống nhau. Chắc là đôi này giá cũng xem như nhau nhỉ? Đồng giá 40 triệu anh ạ. Đồng giá là 40 triệu, cả đôi là 80 triệu.
Còn một cây thì là 40. Giá như nhau. Đồng giá. Rồi quý vị mà yêu thích cây nào thì cứ trực tiếp liên hệ với số điện thoại bonsai Linh Vượng đặt trên màn hình quý vị nhé. Rồi bonsai Linh Vượng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo. Em Hoa chào khán giả cái nào. Em chào bà con cô chú anh chị, chào anh Vượng nhé. Rồi xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại anh nhé.